Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Khát vọng cuộc sống. Chúng tôi, những người làm chương trình Khát vọng cuộc sống luôn hy vọng rằng những thông tin mà chúng tôi truyền tải sẽ mang lại sức khỏe và tinh thần tốt nhất cho quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, trong văn hóa truyền thống hàng ngàn năm qua, tôn kính trời đất thần linh, tâm biết kính sợ, hành vi chừng mực, có điểm dừng, luôn là điều được cả người dân và vua quan tin tưởng và thực thi. Trong gia thư của Tân Quốc Phiên, danh thần thời Vạn Thanh lại viết, cung kính thì không có ngạo khí, không có vẻ biếng nhác, tức là trong lòng người có thêm một phần tôn kính đối với trời đất, thì sẽ bớt đi một phần ngạo mạn, thêm một phần e sợ trời đất, thì sẽ bớt đi một phần cuồng vọng, thêm một phần cẩn thận, thì sẽ bớt đi một phần tự hủy hoại mình. Với sự phát triển của xã hội hiện đại và ảnh hưởng của thuyết vô thần, chúng ta ngày nay không còn biết kính sợ, không còn tin thiện ác hữu báo, tham lam, giả dối, đấu tranh không ngừng. Kết quả cuối cùng là mất đi tín ngưỡng, mất thành tín và làm băng hoại đạo đức. Vì thiếu sự kính sợ đối với sinh mệnh, nên có người làm việc không từ bất kỳ thủ đoạn nào, bất chấp hậu quả, bất kể người khác sống chết ra sao. Chỉ cần bản thân mình kiếm được tiền, chỉ cần có lợi là lao vào, vì đã mất sự kính sợ đối với tín ngưỡng. Có người trắng trợn, không e dè, tùy ý theo ham dục, làm những gì họ muốn, muốn nói gì liền nói nấy, muốn làm gì liền làm nấy, đến mức không còn coi thần Phật, coi pháp luật là gì nữa. Phật Pháp uy lực vô biên, thần thánh và trang nghiêm, người tu luyện là đệ tử của Phật gia, cho nên không tôn kính đối với Phật Pháp, giết hại, mưu hại người tu luyện, kỳ thực đã là phạm trọng tội nghịch đối với trời rồi. Trên đầu ba thước có thần linh, Phật Pháp uy nghiêm, thiện ác hữu báo, như hình với bóng. Người đang làm, trời đang xem, thần đang phán, không sai một ly. Khi những bài học giáo huấn của người xưa như sinh mệnh con người liên quan đến trời, trời có đức hiếu sinh, hổ dữ không ăn thịt con, bị quên lãng, thì văn hóa dân tộc được truyền tụng tương theo và tôn kính hàng nghìn năm nay bị biến mất, thì nền móng của dân tộc bị lung lay. Khi con người không còn tôn trọng thần Phật và sinh mệnh nữa, khi con người không còn sợ pháp luật và đạo đức nữa, duy ngã độc tôn, chỉ cần có lợi là lao vào, thì sẽ ngày càng bại hoại. Khi con người không tín ngưỡng thần Phật, thì nội tâm sẽ thiếu sự cao thượng và thuần khiết. Khi con người không sợ báo ứng, thì đã mất hết nhân cách, chẳng bằng cầm thú rồi, bừa bãi, trắng trợn, tùy ý muốn làm gì làm nấy thì quá đáng sợ, cũng rất đáng buồn. Từ xưa đến nay, những người do tâm không e sợ mà tự hủy hoại mình, nơi nào, lúc nào cũng có ai may mắn thoát được đâu. Thái Căn Đàm có viết, từ thiên tử đến thứ dân, chưa từng có người không e dè sợ sệt gì mà lại không chết. Chỉ mong con người có tâm kính sợ để có được phúc thọ trường tồn. Thank you.
thần truyền là văn hóa bắt nguồn từ thiên thượng, lấy tín ngưỡng làm căn bản, lấy đạo đức làm tôn chỉ. Đó là văn hóa quan niệm thiên địa nhân hợp nhất thành một thể, là văn hóa hòa hợp toàn bộ tự nhiên và con người. Bởi vậy, người xưa kính trọng trời và tin vào thần, xem đạo của trời để hiểu được đạo làm người. Văn hóa và tín ngưỡng của nhân loại song hành với nhau trong nền văn minh huy hoàng sáng lạn, luôn lấp lánh ánh sáng rực rỡ của niềm tin. Nhìn khắp toàn thế giới, hầu như tất cả các dân tộc từ xưa đều tin vào thần. Trung Quốc là trung tâm của văn hóa thần truyền, cho nên vùng đất này được gọi là Thần Châu. Văn minh Hoa Hạ có thể phồn vinh lâu dài, có thể truyền thừa qua nhiều đời, chủ yếu là nhờ học được từ văn hóa truyền thống, vốn ẩn tàng trí huệ cao quý. Quan niệm về vũ trụ và quan niệm về đạo đức, thiên nhân hợp nhất, tư tưởng của Tam giáo, Nho gia, Phật gia và Đạo gia giao hòa với nhau, tạo thành một chuẩn mực cho tư tưởng và hành vi của mọi người. Nhờ đó, lòng kính trọng trời, kính trọng đức, tu thân và thương dân, các lý niệm đạo đức như thế bắt rễ sâu vào nhân tâm. Đạo, tức là quy luật của vũ trụ, là cảnh giới cao nhất, theo học thuyết của các gia, các phái trong văn hóa truyền thống. Bất luận là nghiên cứu tư tưởng và học thuyết của gia nào, đầu tiên cần nắm chắc được chỉnh thể tinh thần của văn hóa truyền thống. Tất cả tín ngưỡng, tôn giáo và chính tín cốt lõi đều là dạy người hướng thiện, tôn chỉ là dựa theo quy luật của vũ trụ mà hành động, đạt tới cảnh giới con người và vũ trụ hài hòa. Nếu không, sẽ không phải là chính giáo. Cổ nhân cho rằng vũ trụ là một thể sinh mệnh, đạo là căn nguyên của vạn vật, là vĩnh viễn không thay đổi. Con người muốn được trường cửu thì đạo lý của con người phải phù hợp với đạo trời, lòng người hợp với thiên ý, tức là thiên nhân hợp nhất. Con người không thể sống thiếu tín ngưỡng, nếu không sẽ không có được bến đỗ của tâm hồn, mất đi ý nghĩa và giá trị của đời người. Tín ngưỡng là mọi người đối với chân lý của vũ trụ thì hết sức tin phục và kính trọng, lấy đó để hướng dẫn cho hành động của mình. Nhờ vậy, trong hoàn cảnh nào, vào bất kỳ lúc nào, cũng có thể trước sau bảo trì niềm tin kiên định. Văn hóa Trung Quốc nhấn mạnh quá trình ngộ. Con người trong xã hội nếu bị lợi ích vật chất mê hoặc, mất đi niềm tin, mất đi ngộ tính, sẽ lâm vào trạng thái hoang mang bối rối. Họ chỉ tin tưởng vào sự thụ hưởng vật chất, không tin ở tương lai, không có sự tỉnh giác của riêng bản thân mình, không có tiêu chuẩn và giá trị đối tượng để kính sợ, không có sự ràng buộc của tâm linh, cho nên liền muốn làm gì thì làm nấy. Cuối cùng họ đánh mất chuẩn mực đạo đức. Đó là lý do mà văn hóa truyền thống giảng rằng cần phải ngộ đạo làm người. Văn hóa là tài thể của tinh thần dân tộc. Tín ngưỡng và văn hóa là không có ranh giới. Nho, Phật, Đạo, ba nhà đều có một tư tưởng thống nhất là cho rằng thiên thượng đã ban cho con người đức tính mà nhà Nho gọi là bản tính con người, lòng trắc ẩn hoặc là lương tri, Đạo gia gọi là thần tính, Phật gia gọi là Phật tính. Rằng con người có thể thông qua giáo dục mà làm điều thiện, thông qua tu thân mà đạt được cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Con người cần tu chân dưỡng tính, phản bổn quy chân, tư tưởng xem nhẹ danh lợi, tâm trong sáng ít dục vọng mới có thể từ tĩnh sẽ sinh đến tuệ, cuối cùng tu thành chân nhân. Từ góc độ Phật gia mà xét, mỗi người đều có Phật tính, chỉ bởi sống trên cõi đời ô trọc mà bị lạc mất bản tính. Thông qua tu luyện, không ngừng thăng hoa, có thể tu thành Phật, đạt được thiện quả. Ba gia ấy tư tưởng đều khuyên răn con người cần phải kính trời, tin thần, tu đức, hướng thiện, tin tưởng vào chân lý thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Thiết nghĩ, đó chính là điều mà chúng ta luôn phải khắc nhớ trong tâm. Thank you.
dừng. Quý vị và các bạn nếu yêu thích chương trình, hãy chia sẻ những thông tin hữu ích này đến cho những người thân và đừng quên đăng ký bằng cách nhấn vào chiếc chuông để không bỏ lỡ các số tiếp theo của Khát vọng cuộc sống quý vị nha. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình tiếp theo.